Vietnam accelerates process to put EVFTA into operation. Vietnamese businesses take initiatives to adapt to COVID-19. Hello there, you're tuning in to BizLine, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng, and as usual, we will now take a look at news making headline in Vietnam's economic scene in the past week. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc on Friday directed the Ministry of Industry and Trade to gather the Vietnam Chamber of Commerce and Industry's recommendations regarding rice export activities. The move is aimed at removing difficulties for rice exporters. The Prime Minister also requested the Ministry of Industry and Trade to report on this issue next Monday at a meeting to remove difficulties for rice exports. After this meeting, Deputy Prime Minister Trịnh Đình Dũng will report to the Prime Minister for a decision on exporting rice based on the feedback gathered from ministries, agencies, enterprises, and associations. The European Union Vietnam Free Trade Agreements, or EVFTA, will officially take effect for both the EU and Vietnam after the National Assembly ratifies and the two sides complete the notification procedures under the agreement. The Ministry of Industry and Trade on Thursday said Vietnam has been actively preparing for the approval process. The ministry has drafted the main contents of the plan to prepare for the implementation of EVFTA, defining the objectives, key tasks, and the coordinating units to implement the plan. The ministry also said the implementation plan for key tasks would be divided into two periods of 2020 and 2021 to 2025. Minister of Agriculture and Rural Development Nguyễn Xuân Cường held a working session with Chinese Ambassador to Vietnam Xiang Bo in Hanoi on Thursday to discuss the exchange of agricultural products between the two countries amid the COVID-19 pandemic. At the meeting, Minister Nguyễn Xuân Cường proposed the Chinese side to extend the opening hours of its custom offices, as they've only opened for 5 or 6 hours at certain border gates. He also called on the ambassador to help facilitate online procedures so that technical issues are addressed. The two sides also agreed to focus on customs measures to quickly distribute farm produce stuck at border gates. During a dialogue with businesses in Hanoi on April 16th, Politburo member and Hanoi's Party Committee Secretary Vương Đình Huệ said that the city is willing to listen to enterprises' feedback to solve difficulties regarding policies, site clearance, and planning adjustments, as public and private investments is an economic lifesaver for the city's economy. He also proposed many solutions, particularly boosting the disbursements of public investments to promote the city's economic growth. After listening to the feedback of businesses, Secretary Vương Đình Huệ affirmed that the city will deploy the government support packages as quickly as possible. About 700,000 enterprises are expected to enjoy a cut in corporate income tax from between 15 to 17% from July the 1st this year, down from the current rate of 20%. This is a proposal by the Ministry of Finance to implement corporate income tax incentive scheme for micro and small enterprises amid the COVID-19 pandemic. The tax rate for micro and small enterprises depends on the revenue and the number of employees from the businesses. At the same time, new enterprises will enjoy an income tax exemption for 2 consecutive years from the time they first make a profit. The ministry is also revising a circular on license tax. It is expected that in the second quarter, micro and small business converted from business households will be exempt from the license tax. The total state budget collection in the first quarter this year reached more than $16.6 billion, equaling 26% of the yearly estimate, despite the COVID-19 pandemic situation. To achieve this result, the financial sector has implemented numerous measures to combat loss of revenue from the beginning of the year, such as anti-dumping and outstanding debt recovery. At the same time, authorities have strengthened post-clearance inspection, anti-smuggling, and trade fraud prevention. It is estimated that domestic revenues in 52 out of 63 localities in the country will reach the estimated target. Yeah.
Domestic investors have opened over 32,000 securities accounts in March, according to Vietnam Securities Depository, or VSD. According to securities companies, social distancing measures has opened doors for the stock market to attract new investors. In addition, the development of technology has brought the stock market to a new level. Another reason is the sharp decline of the stock market at the end of March, which has prompted authorities to reduce transaction costs and attract investors trying to utilize the stock market hitting bottom. However, VSD also recorded that only 191 accounts were opened by foreign investors, the lowest in the last 3 years. The Ministry of Planning and Investment is allocating an additional $42.9 million to the Bank of Social Policy and around $86 million to subsidize interest rates for four commercial banks designated by the State Bank to support people to buy social houses. The Ministry of Construction is assigned to study and adjust inadequacy in Decree 100 of 2015 to submit to the government for consideration and promulgation in the fourth quarter. This ministry will also coordinate with localities, especially Hanoi and Ho Chi Minh City, to promote the development of social housing to meet the needs of low-income people. Those are some highlights in Vietnam's economic scene. Up next, we will take a look at how Vietnamese businesses are adapting to the COVID-19 pandemic by putting forward alternative business and markets research strategies in our crosstalk. With the initial outbreak of the novel coronavirus or COVID-19 occurring over 2 months ago, the scale of the pandemic has begun to take a heavy toll on many Vietnamese firms, prompting them to either scale back production and lay off staff or innovate to adapt to the current situation. In this week's BizLine, we will learn how Vietnamese businesses are adapting in an attempt to weather the storm and cope with the fallout of the pandemic. First, let's take a look at measures implemented by the government to contain COVID-19 pandemic and how it affected businesses in recent weeks. Vietnam started social distancing nationwide from April the 1st for 15 days. The social distancing measures have been extended for 12 localities at high risk of COVID-19 infections, including Hanoi, Ho Chi Minh cities and Da Nang, until April the 22nd. The government has asked people to stay at home and only go out in emergencies or to buy food or medicine. Any gathering of more than two people in public outside the offices, schools and hospitals is prohibited. As such, many businesses have to shut down or only accept delivery orders. The move is said to greatly impact business productivity in Vietnam. According to a recent survey of 1,200 enterprises on the COVID-19 situation by the Board for Private Economic Development Research, about 74% of enterprises will be in danger of bankruptcy if the COVID-19 pandemic lasts for more than 6 months. Currently, most businesses have resolved to cut labor, cut costs, suspend business, and give employees unpaid leave to weather the storm. We now connect via Skype with Mr. Ha Anh Tuấn, CEO of Vinalink Media, to learn more about how Vietnamese businesses are adapting to the current situation here in Vietnam. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Thưa ông, dịch COVID-19 thì đang có tác động rất mạnh đến tất cả các nền kinh tế trên thế giới, trong đó đặc biệt ngay và trực tiếp là chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về tình hình của các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam tại thời điểm hiện tại ạ? Tình hình COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn cầu và đặc biệt là đối với các cái ngành dịch vụ. Đối với ngành dịch vụ ấy thì là chúng ta đều biết rằng là đa số nhá là phục vụ khách hàng tại điểm bán, cho nên là dẫn đến là khi mà dừng toàn bộ các dịch vụ đấy thì gần như họ vẫn phải trả lương nhân viên, họ vẫn phải trả tiền mặt bằng, họ vẫn phải chi phí tất cả những cái khoản tiền khác, cho nên là họ rơi vào cái tình trạng là không biết có nên phát triển tiếp cái dịch vụ của mình hay không. Cho nên có rất là nhiều các cái tình trạng là thứ nhất là đàm phán để giảm giá thuê mặt bằng, hoặc là thậm chí là họ trả lại mặt bằng.
Tôi được biết là có nhiều doanh nghiệp hiện nay là trả đến trên 50% cái mặt bằng của mình và chỉ cầm cự khoảng 50% cái điểm bán còn lại. Các biện pháp hạn chế của chính phủ thì đã khiến nhiều doanh nghiệp gần như là ngay lập tức triển khai các phương án dự phòng. Và hiện tại thì chúng ta đã ghi nhận những sự thay đổi như thế nào ở trong mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp để có thể thích ứng được với dịch COVID đang bùng phát tại Việt Nam? Khi mà khảo sát các doanh nghiệp thì chúng ta chia các doanh nghiệp ra là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng hoàn toàn, những doanh nghiệp bị ảnh hưởng khoảng trên 50% và những ảnh hưởng không bị những cái doanh nghiệp không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là hầu hết là các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng trên 70 đến 80% đến 100%. Cho nên là họ đã phải cấu trúc lại toàn bộ cái hình thức bán hàng. Tất cả những cái sản phẩm gì có thể bán online được, họ đưa hết online. Thứ hai nữa là họ sẽ cắt giảm toàn bộ chi phí nào không cần thiết. Thứ ba nữa là họ sẽ đàm phán với những cái nơi mà cho thuê địa điểm và những cái nguồn cung cấp để họ tìm ra nguồn cung cấp rẻ hơn, hoặc là họ hạ giá cái nguồn cung cấp và họ có thể đàm phán cái việc mặt bằng thì sẽ phải giảm giá được, hoặc là họ sẽ miễn phí, miễn giá trong một thời gian nào đó. Và những cái biện pháp này đã thay đổi hoàn toàn cái cách xử lý của doanh nghiệp đối với trong hoạt động kinh doanh. Chưa kể là tất cả các doanh nghiệp đều không được phép đến văn phòng tập trung, họ làm ở nhà, cho nên là dẫn đến là các cái hoạt động mà dịch chuyển lên phương tiện làm việc từ xa đã phát triển rất là mạnh, như là hội họp trực tuyến hay là họ sử dụng các cái phần mềm quản trị công việc từ xa. Và các doanh nghiệp đấy bắt đầu phải chuyển mình làm quen với cái hình thức là tìm kiếm khách hàng trên hoàn toàn sử dụng online, và thứ hai là làm việc cũng sử dụng các cái nền tảng công nghệ online. Cái điều này không bao giờ xảy ra trước kia, và đấy chính là một cái sự thay đổi bất ngờ của các cái doanh nghiệp hiện nay. Amidst the complications of the pandemic, consumers have switched to online shopping and online payments instead of purchasing goods directly in stores and supermarkets. This trend is considered an effective choice for consumers at the moment. It only takes Kiều Dung a few minutes to order home appliances through her phone. After that, she just has to wait. The store will deliver her order to her house in just half an hour. Trước kia thì tôi hay đi siêu thị hoặc đi chợ truyền thống, nhưng mà từ ngày có dịch bệnh thì tôi chuyển sang là đi chợ online. Thì người ta sẽ chuyển hàng đến tận nơi để tránh tiếp xúc đông người, khỏi bị lây lan dịch bệnh. Rất là tiện lợi. 3 months ago, this restaurant was always fully booked, but now there are only online orders. To prevent the spread of the disease and avoid the drop in revenue, restaurants and bars have had to change their business methods to better serve customers. Khoảng thời gian dịch này lúc đầu chúng tôi cũng rất là hoang mang, nhưng mà khi mà triển khai cái mô hình chuyển từ nhà hàng sang kinh doanh online thì được cái sự đón nhận rất là tích cực từ phía khách hàng. Thay vì trước đây là chúng tôi nấu 100% tại nhà hàng để cho khách sử dụng ngay, thì bây giờ với cái sản phẩm online chúng tôi đã xử lý đến 90% cái độ chín rồi, thì về nhà khách chỉ việc thêm gọi là 5-10 phút chế biến lại một chút thôi, làm nóng lại một chút, thế là khách đã được ăn với cái tiêu chuẩn là gần như là tại nhà hàng. Bình thường thì khách thường tới đây để ăn chè, nhưng do đợt vừa rồi dịch bệnh tăng nên là khách hàng đã chuyển sang mua hàng online, bọn mình có phục vụ khách tận nhà. Chính vì vậy thì lượng bán hàng online đã tăng lên đáng kể. At this time, many people have become more interested in health and beauty goods. However, the number of customers shopping in stores has decreased. The staff at this store spends all day answering phones and taking online orders. Hiện tại ở cửa hàng mình thì lượng khách mua hàng online lại tăng lên, bởi vì là trước đây thì mọi người có xu hướng là sẽ đến cửa hàng để xem trực tiếp sản phẩm và để chọn lựa những cái sản phẩm mà mình ưng ý nhất. Nhưng mà sau đấy thì khi mà dịch bệnh bùng phát thì mọi người hạn chế đi lại, và đồng nghĩa với đó là mọi người sẽ có xu hướng là đặt hàng online và sau đó là sẽ ship đến tận nhà hơn. Along with the boom of online shopping and fast delivery services, purchasing goods online has become easier for customers. Xu thế bán hàng online thì đã có từ lâu, nhưng tại thời điểm này thì càng chứng tỏ được những các cái tiện ích của mình. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của cái mô hình kinh doanh này tại thời điểm hiện tại ạ? Thật ra thì online là một cái gọi là phương pháp kinh doanh cũng đã rất hiệu quả từ nhiều năm, và chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp mà giàu nhất thế giới hiện nay đều là những doanh nghiệp mà kinh doanh online, ví dụ Amazon, Alibaba. Và ở Việt Nam thì là cái cuộc chiến về thương mại điện tử đó mới chỉ bắt đầu.
Tuy nhiên là cái tổng cái doanh số mà giao dịch online những năm trước đã lên đến con số 9 tỷ đô la, tức là một cái con số doanh số nó đã chiếm khoảng 10% tổng cái lượng mà kinh doanh online. Ngày xưa thì nó cũng chỉ là một chiếm phần rất nhỏ, nhưng mà cái tình thế ngày nay là cái tình thế bắt buộc chúng ta đành phải chuyển mình. Do là nếu như chúng ta bị dừng hoàn toàn các cái hoạt động truyền thống thì chỉ có duy nhất online là cái thứ mà có thể giúp cho chúng ta có được cái nguồn thu. Chính vì thế mà các doanh nghiệp đã mày mò, có doanh nghiệp là coi như là bắt buộc phải chuyển dịch toàn bộ các cái sản phẩm lên online. Đặc biệt là lên online thì nó có những cái hình thức tiếp cận hiện nay rất là thông dụng, như là mạng xã hội có trên 80 triệu người sử dụng các cái nền tảng liên lạc như Zalo cũng trên 80 triệu sử dụng, hoặc là Google hay là các cái nền tảng khác, thì người dân Việt Nam đều gần như hầu hết gia đình nào cũng có mặt ở trên mạng rồi, và cái tốc độ 4G cũng là tốc độ rất là tốt, cho thấy rằng là cái hình thức mà đưa làng online đó chính là hình thức thay thế rất là tuyệt vời đối với các cái tình hình hiện nay. Tôi thấy là có một số doanh nghiệp là mới chuyển từ mô hình bán offline sang online tại thời điểm gần đây thôi. Vậy thì họ sẽ gặp phải những vấn đề như thế nào ạ? Có rất nhiều các khó khăn. Thứ nhất là họ cũng chưa biết rằng là sử dụng cái hình thức online cho hiệu quả, do là ai cũng làm, nhà làm. Và thứ hai nữa là các hình thức mà quảng cái hình thức làm online trả tiền ấy thì hiện nay cũng khá khó để sử dụng. Các cái nền tảng như Facebook, Google cũng không thể dễ dàng để chúng ta chạy quảng cáo, do các quy định rất là ngặt nghèo về vấn đề sản phẩm nào được phép chạy, sản phẩm nào không. Đối với hình thức kiếm tiền không đồng, tức là chỉ đơn giản là xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là đưa các cái sản phẩm lên trên các cái cộng đồng, thì cái việc ấy dễ dàng hơn. Nhưng mà cái việc mà sử dụng cái nền tảng đó vì nó miễn phí cho nên là nó rất là phập phù, nó không đem lại cái doanh số ổn định cho doanh nghiệp. Cái khó khăn thứ hai nữa là các cái sản phẩm online không phải sản phẩm nào cũng phù hợp để giao hàng. Ví dụ như cái sản phẩm giao hàng thì chúng ta thấy đóng gói lại được, hay là sử dụng cái nhu cầu đang ở nhà sử dụng như là đồ chơi này, hay là các sản phẩm giải trí này, các sản phẩm học tập này, các sản phẩm mà tiêu dùng thực phẩm, các sản phẩm tăng cường sức khỏe, các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch thì là bán hàng rất là dễ. Nhưng mà những cái sản phẩm mà ngày xưa bắt buộc chúng ta hay giao lưu bên ngoài, ví dụ như là các cái hoạt động giải trí hay là các cái dịch vụ như là chăm sóc sắc đẹp, thì hiện nay là những cái dịch vụ đó đưa lên online cũng không hề dễ dàng. Chúng ta phải biết cách xoay chuyển cái trục sản phẩm thì chúng ta mới có được sản phẩm phù hợp lên online. Đấy là những khó khăn của doanh nghiệp. Restaurants and bars are switching to home delivery while businesses switch to remote work. Online multi-channel or digital transformation are how Vietnamese businesses overcome difficulties during this time. Over the first 2 months of this year, more than 20,000 businesses in Vietnam had to close or suspend operations due to COVID-19. This has forced a number of fitness center chains to provide home-based services. This model works when all fitness centers are forced to temporarily shut down. Location 25 feet chỉ có 60 mét vuông, 3 nhân viên. Đổi cái mô hình này qua tại gia thì vẫn sử dụng lại tất cả 3 nhân viên này được, vẫn tối ưu được cái vận hành hoạt động, vẫn tiếp tục kinh doanh được. Trong khi một số cái đơn vị khác hiện tại họ phải đóng cửa cho nhân viên nghỉ không lương. According to experts, digital transformation is required in the long run and businesses should change their business models to compete with each other. Chuyển đổi số thật nhanh hay là chết? Ông nghĩ rằng chuyển đổi số có thực sự là mấu chốt trong quá trình thay đổi mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp không? Chuyển đổi số chúng ta phải hiểu rằng có 3 cái tư duy của chuyển đổi số thì nó mới phù hợp. Chứ còn nếu mà chúng ta chuyển đổi số theo hình thức là chúng ta đang làm truyền thống mà chúng ta chuyển sang số thì nó cũng sẽ khó tồn tại. Mà cái chuyển đổi số phải hiểu thứ nhất là chúng ta có cái tư duy về chuyển đổi số, tức là các cái sản phẩm nó phải phù hợp với sản phẩm số. Thay vì chúng ta sử dụng các cái sản phẩm nặng nề, các sản phẩm khó di chuyển, thì đã đưa sản phẩm lên số chúng ta phải tối ưu lại cái sản phẩm đấy, nó phù hợp với việc giao hàng, nó phù hợp với việc mà có thể là lưu kho, phù hợp với cái việc mà vệ sinh an toàn chẳng hạn như vậy. Thứ hai nữa là cái chuyển đổi số đấy nó không phải là chỉ có vấn đề bán hàng, mà chuyển đổi số ở đây nó bao gồm là cái phương thức quản lý về đơn hàng, phương thức quản lý về trách nhiệm, phương thức quản lý về việc thanh toán, phương thức về lưu kho lưu bãi. Tức là chúng ta chuyển đổi số là chúng ta chuyển đổi thay đổi toàn bộ cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp. Đấy, rồi vấn đề tư duy thứ ba nữa là cái sử dụng cái hình thức chuyển đổi số này ấy, nó sẽ có rất nhiều đơn vị giải pháp, cho nên là không phải cái nào cũng phù hợp với mình. Cho nên mình phải biết tìm một cái giải pháp nào nó thứ nhất là chi phí thấp, thứ hai nữa là nó phù hợp với quy mô của doanh nghiệp. Cho nên là cái kiến thức để mà chuyển đổi số cũng rất là quan trọng.
Là một chuyên gia trong ngành thì ông có lời khuyên như thế nào đối với các doanh nghiệp để cho họ có thể thực hiện chuyển đổi số, thay đổi mô hình kinh doanh và marketing hiệu quả đến với khách hàng trong bối cảnh hiện nay? Việc chuyển đổi số thì rất là khó và rất nhiều doanh nghiệp nói rằng tôi không biết làm từ đâu. Thế thì chúng ta sẽ phải đọc lại cái bản đồ chuyển đổi số. Chúng ta có thể là tham khảo cái cộng đồng chuyển đổi số Việt Nam là Chudoso, tức là chuyển đổi số Việt Nam đấy. Thì cái cộng đồng chuyển đổi số Việt Nam nó có sẵn ở trên Facebook, quý vị có thể search cái group và sau đó thì quý vị đợi cái công bố về cái bản đồ chuyển đổi số. Nó bao gồm là khi chuyển đổi số ấy thì bắt đầu nó phải như thế nào, rồi thì trong cái một cái cấu trúc doanh nghiệp của chúng ta thì cái phần nào nên chuyển đổi số trước, phần nào thì chưa nên chuyển đổi số. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì chúng ta có thể chuyển đổi số là dịch chuyển các cái vấn đề nghiên cứu về trục sản phẩm mới phù hợp với chuyển đổi số, đưa ra các cái gói sản phẩm mà phù hợp với cái việc mà đưa lên trên mạng. Thứ hai nữa là chúng ta chuyển đổi hình thức làm việc từ xa, tức là chúng ta phải chọn lựa các cái giải pháp kiểm soát nhân sự chấm công và kiểm soát công việc từ xa. Thì đây là hai cái mà coi như là chuyển đổi số đầu tiên mà doanh nghiệp cần phải chú ý đến. Và sau khi mà có được hai cái này thì chúng ta mới tiến tiếp theo là các cái giải pháp về marketing, bán hàng hay là các cái giải pháp về quản lý kho bãi hoặc là thanh toán. Thì đấy, chúng ta cứ phải dịch chuyển dần dần, dịch chuyển từ cái bản đồ đó thì chúng ta mới có được cái tổng quan và chúng ta mới biết được cái giá trị của cái chuyển đổi số như thế nào. The decision to implement social distancing measures made most restaurants and bars immediately deploy a backup plan. Although the pandemic situation is tense, according to many experts, service businesses have adapted quickly to maintain their profits. In contrast to the quiet atmosphere outside, in the kitchen, the staff are busy working on their orders. This business shared that COVID-19 was a driving force for them to build their own delivery system, reducing dependence on online delivery partners with discounts up to 30%. Lúc đầu mình mới làm thì mình không có nhiều đơn lắm, ví dụ như một ngày doanh số lúc đó chắc khoảng 1/3. 1/3 của một ngày bình thường, nhưng bây giờ thì mình thấy nó tăng trưởng và nó nhiều hơn. Những cái mô hình mà hồi đó tới giờ mình nói đến rất nhiều, mô hình F&B ảo, mô hình phục vụ tận nhà, mô hình subscription, tức là đăng ký để mà nhận dịch vụ theo định kỳ. Thì những cái mô hình mới thế giới đã chuyển động rất là hot, mọi người có biết đến nhưng coi nó như là món quà đẹp mà họ sẽ đụng vào khi mà họ có thời gian. Thì bây giờ nó bị lật ngược, nó trở thành những mô hình cứu sống họ trong cái cơn khủng hoảng này. Closed due to COVID-19, we don't receive guests at the restaurant, but we will deliver food for you. In difficulties, each business has different strategies. However, according to experts, in the long term, COVID-19 will change the way businesses compete with each other, with more responsive and optimal models. Có ý kiến cho rằng là sau khủng hoảng thì sẽ là sự chuyển đổi ngoạn mục của các mô hình kinh doanh cũng như là mô hình đa kênh, mô hình nhà hàng ảo này, phục vụ tận nhà, in-home delivery, nhận hàng định kỳ như là subscription. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những cái nhận định này ạ? Có hai cái dịch chuyển lớn nhất sau cái thời kỳ COVID này. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng nếu mà phụ thuộc vào một cái nền tảng sản phẩm thì chúng ta sẽ rất dễ có thể là bị rủi ro. Cho nên là đa dạng hóa cái dòng sản phẩm phù hợp với cả truyền thống với cả online, đấy chính là cái sự sống còn của doanh nghiệp. Giống như chẳng hạn như chúng ta thấy rằng Thế Di Động, họ bán hàng truyền thống nhưng mà họ vẫn có các kênh online, cho nên là cái sản phẩm ấy phải phù hợp với cả các nhiều kênh, gọi là đa kênh. Thứ hai nữa là cái trong một doanh nghiệp thì cái sản phẩm đấy nó cũng, chúng ta phải đầu tư đa dạng vào các cái ngành khác nhau để chúng ta có thể là dàn trải rủi ro. Và cái vấn đề tiếp theo của cái sau thời kỳ này đó chính là hình thành các cái dòng sản phẩm mà phù hợp với cái hình thức là bị cách ly. Tức là trước cách ly thì chúng ta thấy là sản phẩm nào cũng có thể là phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng mà sau cái việc cách ly này thì chúng ta thấy rằng là thế giới có thể cái nguy cơ cái việc mà tiếp diễn các dịch bệnh đấy hoặc là các loại dịch bệnh khác trong tương lai là có thể xảy ra. Cho nên là các doanh nghiệp có cái tư duy là sẽ hình thành các cái sản phẩm thích ứng ngay lập tức đối với những cái hoạt động giải trí, vui chơi, mua sắm, ăn uống mà ở trong tình trạng cách ly. Cho nên là các cái sản phẩm dòng này nó sẽ an toàn hơn và các doanh nghiệp sẽ phải nghiên cứu để tìm ra những cái gói sản phẩm phù hợp này. Trong khó khăn thì mỗi doanh nghiệp sẽ có một cái cách ứng xử khác nhau. Tuy nhiên thì về dài hạn, COVID-19 sẽ có những cái tác động ra sao lên các doanh nghiệp trong cái việc họ phải cạnh tranh với nhau bằng các mô hình kinh doanh ạ?
khi mà cái dòng sản phẩm nó trở thành một cái trào lưu ở trong một cái thời kỳ, ví dụ chẳng hạn như trong thời kỳ Covid chẳng hạn, thì có những dòng sản phẩm trở thành trào lưu chẳng hạn như là khẩu trang hay là nước rửa tay hay là các cái sản phẩm bảo hộ, rồi thì các cái sản phẩm về dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch, thì dẫn đến là toàn các doanh nghiệp lại xoay sang cạnh tranh lẫn nhau để mà coi như là đi theo cái trend thị trường. Thì cũng có rất nhiều các rủi ro là các cái sản phẩm đó có thể là bị cái hiện tượng là bị thừa cung, chẳng hạn như hiện nay là các cái sản phẩm về nước rửa tay là bị thừa cung, cho nên rất khó bán và các doanh nghiệp thì lại bị ảnh hưởng rất lớn. Có nhiều doanh nghiệp là đầu tư rất nhiều tiền vào nhập các cái máy móc sản xuất khẩu trang, máy móc sản xuất nước rửa tay, những cái máy đấy hàng tỷ đồng, và họ nghĩ rằng là họ sẽ về họ sản xuất ra và họ sẽ có ngay thị trường, nhưng mà trên thực tế thì là khi mà họ sản xuất ra thì lại không có các cái nhà phân phối, thì dẫn đến là ai cũng đi sản xuất mà không ai phân phối, thì dẫn đến là cái việc thừa sản phẩm nó sẽ diễn ra ngay lập tức. Những cái trục sản phẩm dịch chuyển như vậy nó dẫn đến là cái sự cạnh tranh mà chúng ta thấy đương nhiên của thị trường thôi, nó sẽ có cái thắng cái thua. Cho nên các doanh nghiệp cần phải tỉnh táo là chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ thị trường và chúng ta cần phải bám vào cái giá trị cốt lõi của mình, là sản phẩm của mình là cái gì, thì mình chỉ xoay nhẹ cái trục sản phẩm thôi, chứ chúng ta không nên là quay ngoắt cái là đang kinh doanh một cái sản phẩm không liên quan ăn uống chẳng hạn, quay đi kinh doanh nước rửa tay hay là khẩu trang, thì nó không phải là cái core business của mình hay gọi là cái giá trị cốt lõi của sản phẩm của mình, thì dẫn đến chúng ta sẽ bị thua các doanh nghiệp chuyên nghiệp. Thì đấy chính là cái mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp cần phải tỉnh táo. Ngoài ra thì ông có lời khuyên như thế nào cho các doanh nghiệp để có thể trụ vững cũng như là duy trì kinh doanh trong cái thời điểm hiện tại ạ? Đối với cái tình hiện tại thì tôi đã có 20 cái checklist liên quan đến việc các doanh nghiệp phải làm cái gì, phụ thuộc vào từng loại doanh nghiệp. Ví dụ như có doanh nghiệp thì ngay lập tức phải chấp nhận là cắt bỏ hoàn toàn, chúng ta dịch chuyển sang một cái dòng sản phẩm mới, chúng ta bỏ rời bỏ thị trường. Cái thứ hai là có những doanh nghiệp bị ảnh hưởng vừa vừa thôi thì chúng ta cắt giảm toàn bộ các chi phí không cần thiết, rồi chúng ta chỉ để lại cái lực lượng lao động tinh nhuệ và chúng ta tập trung vào những cái sản phẩm mà có thể là tồn tại được trong dịp này. Và tiếp theo là chúng ta phải xoay trục sản phẩm. Theo như nhu cầu mà chúng ta được nghiên cứu ở trên Google, Facebook ấy, thì có hơn 200 dòng sản phẩm nó đang rất là, tức là nhu cầu tăng trưởng mạnh khi mà chúng ta làm việc cũng như là sinh sống ở nhà. Những cái dòng sản phẩm đấy thì doanh nghiệp nào cũng có thể chuyển biến thành những cái dòng sản phẩm này. Cho nên là các doanh nghiệp hãy suy nghĩ là chúng ta xoay trục sản phẩm như nào để phù hợp với cái việc mà họ ở nhà, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta vẫn vượt qua được trong thời kỳ này, thay vì chúng ta vẫn giữ vào cái tư duy là sản phẩm cũ, sản phẩm truyền thống mà chúng ta không bán được và chúng ta ngồi chúng ta kêu, thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà các doanh nghiệp bị thua thiệt ngay đối với doanh nghiệp đối thủ của chúng ta, doanh nghiệp bạn của chúng ta đang xoay trục sản phẩm để đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất cho những cái gia đình, những cái người dân mà đang ngồi ở nhà nhưng họ vẫn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ sản phẩm. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn. COVID-19 is forcing companies to adapt quickly to change and redesign their products or services, or even create new ones to respond to the demand of millions of people under social distancing measures in Vietnam. With the scale of the COVID-19 being vast, economic experts agree that the crisis can be considered as a test of the economy's ability to withstand external shocks, forcing businesses to become more competitive and develop new business strategies. As such, many Vietnamese enterprises have shown their creativity to adapt themselves to the crisis by putting forward alternative business and market research strategies in order to maintain production and make preparations for the post-crisis period. And that also wraps up this edition of BizLine. For more news and update, please log on to our official website at vtv4.vtv.vn or visit our YouTube channel at vtv4go. Goodbye for now and thanks for stopping by. We'll be right back.